Bây giờ chúng ta hãy cùng nghe âm thanh đó nhé. Phát ra từ máy tính không biết có hay không, và chúng ta thử nghe nha. Cái bùm đó là sóng chớp. Quý vị biết có một thời gian mà khi Tú Mạnh không ngủ được á, Tú Mạnh hay mở âm thanh của thiên nhiên như thế này nè, để mình có thể dễ ngủ. Lý do vì sao mà không ngủ được thì có những người bạn thân mới biết, chứ mình cũng sẽ không nói ra lúc này. Và thường là sẽ là tiếng chim, hay là những tiếng suối, hay là những âm thanh của cái sự bình yên của thiền định. Và đây là âm thanh mà mình rất thích về đêm, và cho mình rất nhiều cảm xúc để mình ngẫu hứng và mình sáng tạo âm nhạc. Chúng ta hãy cùng nhắm mắt lại nha. Hãy cùng nhắm mắt lại và lắng nghe cái âm thanh của tiếng mưa. Và hãy để cho trí tưởng tượng chúng ta cứ tự nhiên, cứ bay bổng.